Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi rất vui mừng khi có một cái kết quả mà trị bệnh tại già nhà và có một cái kết quả rất là tuyệt vời như thế này. Hôm nay chia sẻ cho các bạn thôi. Đây là một cái bệnh cao huyết áp. Thì hiện tại là tôi có đi khám mà người ta nói là cao huyết áp, tiền cao huyết áp, tức là mới cao huyết áp. Cho nên là tôi mua cái máy về và đo. Khi các bạn đo và ghi vào trong một tháng, đây là nguyên một tháng 6, từ ngày 1 tháng 6 cho tới là cuối tháng thì tôi sẽ đo đo như này, và vừa đo là vừa trị bệnh luôn các bạn. Ở đây chúng ta sẽ kể ra các cái hàng ha. Hàng đầu tiên là ngày tháng, hàng thứ hai là áp huyết áp cao, rồi hàng thứ ba là huyết áp thấp, rồi đây là tim, và đây là giờ. Thì đây là cái huyết áp này, huyết áp thấp của tôi hiện tại là đang rất là cao, nó tới chín mấy phần trăm lận đó. Cho nên là đo, thì khi mà đo thì thấy nó giảm 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 từ 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 trên. Các bạn thấy phía trên là 97, 98 rồi 99 được không hả? À? Không đó, 97, 98, 99, 92, 95, nhưng mà từ 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 dần 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 nó sẽ xuống dưới là 85, 86, 82, 87 rồi đó, thì thấy nó giảm. Đó là một cái liệu trình mà tự chữa ở nhà, chúng ta phải kiên trì hả? Và chữa như thế nào thì chúng ta sẽ có cái phương pháp chữa ha. Đây. À, chúng ta không có tốn thuốc gì cả ha, không có uống thuốc Tây, không uống thuốc Nam, thuốc Bắc gì cả hả? Ta là thường ngày là ngủ, ăn ngủ bình thường hả? Ăn thì các bạn cố gắng ăn kiêng cự một tí xíu, không có ăn mặn. Rồi chúng ta tập thể dục, thì bữa giờ tôi cứ tập thể dục mỗi ngày, vậy là khoảng để dành 30 phút. Rồi ăn nhiều đu đủ này, ăn nhiều trái cây, tức là các cái dạng trái cây, rau củ quả, rồi ít ăn cơm lại thôi. Rồi thứ hai nữa là một lần mà buổi sáng mà tôi đi làm á, thì tôi pha một cái ly mà trà ha, ly trà nặng chanh vào và bỏ mật ong vào, thì một tháng vừa rồi tôi xài sử dụng là hơn 1 lít mật ong. À, trong khi đó là kết hợp với ăn tỏi đen. Tỏi đen thì đầu tiên thì tôi có mua mua để ăn ăn sau đó thì thấy nó huyết áp nó cũng giảm, rồi sau đó là tôi sẽ mua máy là làm luôn. Tôi thấy giảm như này là thấy khá mừng rồi. À, đọc cái thông tin mà huyết áp cao thì nó huyết áp cao, nhưng mà cao đây á, cái phần cao á, thì bình thường, mà cái phần thấp tôi nó hơi bị cao, tức là tâm tương á, thì tâm trương á, nó cao, còn tâm thi thì bình thường nè. Tâm cho nên là nếu mà đọc tìm trên tài liệu của y khoa thì nói là tâm trương mà nó cao á, thì do là xơ vữa động mạch gì đó, thấy không? Rồi, cũng lo sợ, bệnh thì ai cũng sợ hết. Bây giờ đo nguyên tháng này rồi, có một cái kết quả rất là hài lòng, thì muốn chia sẻ với các bạn là những cái mà tôi thực hiện mà làm cho nó huyết áp nó thấp như thế này, chia sẻ thôi. Hả? Thật ra chia sẻ này là không phải là mình bán hàng hay là mình kinh doanh cái gì về để mình bán, để mà nói cho nó quá đi. Cái này là thực tế, mình thấy cảm thấy mình mừng, nên là chia sẻ cho cộng đồng biết. Ai làm theo thì nó cũng chẳng mất mát gì cả. Các bạn làm theo nếu mà tốt thì các bạn cứ chia sẻ với người khác, còn nếu mà không ổn thì thôi không sao cả. Đây đây là cái tỏi đen này các bạn, một nhánh tức là tỏi cô đơn ha. Rồi ở đây là công dụng của nó, giúp chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giúp tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ giảm triệu chứng là đầy trướng bụng khó tiêu, hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, hạn chế xơ vữa động mạch. À, thường mà cái đọc trên thông tin đó, thì cái tâm trương đó, mà nó cao đó, là do cái xơ vữa động mạch cũng là một cái nguyên nhân ha. Thì tốt cho người bị tiểu đường. À, tiểu đường thì tôi không có sử dụng, không 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 có bị. Đây đối tượng sử dụng là chúng ta người cao tuổi, sức đề kháng yếu, người mỡ máu cao, xơ vữa động mạch, người có tiểu đường đó, hoặc là người đang trong quá trình hóa trị xạ trị gì đó. Thì cái này là chúng ta sử dụng là thường xuyên thì nó cũng tốt thôi. Tỏi đen thì tôi tự làm, tức là mình sẽ, trước đây thì tôi chế một cái nồi, nhưng mà chế cái nồi thì nó không có độ chính xác, nó không cao, cho nên tôi mới mua cái nồi này. Và đây là làm một cái mẻ đầu tiên. Chúng ta tỏi này là tỏi cô đơn, tỏi này tỏi nhiều tép, chúng ta
sử dụng thì chúng ta chỉ cần bấm nguồn lên rồi xong rồi chúng ta chọn ha. Đó, rồi nhấn nguồn này một cái nữa là nó chạy. Thì ở đây chúng ta nhấn tội cô đơn thì nó đây nó ra là 360 giờ tương ứng khoảng 15 ngày. Và cái tội này làm tới 14 ngày rồi, bây giờ còn 14 tiếng nữa là đủ là 15 ngày. Như vậy là cái tội này á là sắp thành phẩm rồi. Đấy. Bây giờ là chúng ta xem này. Đây đây là bên trong và đây là cái thành phẩm của nó này. Thành phẩm của nó. Đây. Nó có mấy ngăn ở dưới các bạn, nhiều ngăn. Đó, cho nên là đây cái tội khi làm xong nó như thế này, còn có mấy tiếng nữa thôi. Bây giờ các bạn muốn mà lấy ra xài cũng được luôn ha. À. Đây. Chúng ta thử thử bóc cái tỏi ra xem ha. Thử bóc ra xem bên trong nó như thế nào. Tại này mới lấy trong nồi ra nè, nó rất đẹp nè. Không, đen rồi đó. Ừ. Rất là ok nha các bạn. Nè, rất là đẹp luôn. Ừ. Bây giờ. Rồi đây. Đây là mình bóc ra ha. Hơi ấm ấm nóng. Ừ. Nó có một cái vị, cái mùi giống như mùi thuốc bắc mà nó ngọt lắm. Ừ. Nó không còn cái mùi mùi nồng mà lúc mình ăn sống nữa đó. Khá ok nha các bạn. À. Như vậy thì sắp tới đây xong cái mẻ này, chiều nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là lúc mà bỏ tỏi vô thế nào. Tôi sẽ làm theo cái quy trình từ đầu đến cuối luôn hả, lúc bỏ tỏi vô thế nào. Và chúng ta sẽ làm một mẻ tiếp theo. Mẻ này thì tôi sẽ lấy ra và để lại một ít để sử dụng, sau đó là tôi chia sẻ cho những cái người thân quen, chia sẻ mọi người một ít sử dụng ha. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đo huyết áp coi sao ha. Tiền điện thì khỏi sợ, chúng ta cấm tới 15 ngày lận. Cho nên nếu mà cái này mà 90W mà chúng ta nhân cho 15 ngày thì nó cũng ra tiền điện cũng khá khá ha. Cho nên là tôi sắm cái này thì cũng có cái dự trù trước, là tôi xài cái tấm năng lượng, pin năng lượng xong rồi sạc vô dự trữ bình ắc quy á. Sau đó là ban đêm nó cứ xài vậy thôi, nó cứ bình thường nó xài. Đó, bình thường. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta đo huyết áp cho em ha. Khi đo thì cái ống này nè nằm ngay chính giữa cái khoảng tay chúng ta. Chúng ta sẽ đo. Đo thì dựa vào các bạn thấy cái sơ đồ ở trên cái thiết bị này không? Chúng ta sẽ làm giống như sơ đồ. Cái dây mà dây ống hơi từ dưới máy lên là chúng ta để ngay cái góc của cái tay. Rồi. Giống như sơ đồ ha, trên trên cái máy đo đó. Rồi chúng ta sẽ nhấn nút. Nhấn nút thì nó sẽ bơm hơi lên. Nó giống như chúng ta đi khám bác sĩ vậy đó. Rồi đây. Đây là cái áp suất cao là khoảng 118, còn áp suất thấp 84 đó. Thì nó ổn rồi. Ngày xưa mà đi khám á, hồi trước tôi đi khám là coi như cao lắm các bạn đó. Áp suất trên là bao nhiêu, 140 mấy á, rồi ở dưới là tới 100 lận. Trời ơi, quá cao luôn. Bây giờ chúng ta đo thì chúng ta đo vài lần ha. Chúng ta mỗi lần đo như vậy chúng ta đo khoảng 3 lần để cái thông số nó coi thử nó có tương đương nhau không. Nếu mà
nó không có tương đương nhau mà chênh lệch nhau quá thì chúng ta sẽ xem lại cái máy. Còn nếu mà cứ tương đương nhau thì chúng ta sẽ đo bình thường. Còn nếu không tương đương nhau thì các bạn có thể là tắt máy, lấy pin ra, chúng ta reset lại máy hoặc là chúng ta thay pin khác ha. Đó, chúng ta đo 3 4 lần như thế này thì nó sẽ độ chính xác nó ổn hơn. Đây nó đang xả cái hơi này, nó đang đang đo. Chúng ta đợi tí xíu tại vì chúng ta đo 2 3 lần hơi lâu tí xíu. Thì tôi chia sẻ cho các bạn là cái đèn huyết áp này 119 đó. Tâm thi là 119, tâm trương là 82, còn nhịp tim là 73. À, như vậy là cũng ổn rồi ha. Đó. Tôi chia sẻ cho các bạn cái này là mục đích là để các bạn nếu mà có ai bị như vậy thì có thể là mình cố gắng tự chữa ở nhà như thế này, mình sẽ tự chữa ở nhà đó, thì cũng tốt thôi. Cho nên là tôi chia sẻ cái này thì tôi cũng không phải là bán hàng hóa hay là chữa bệnh gì cả, thấy chính bản thân mình có hiệu quả thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thôi. Mỗi lần mà đo như vậy thì tôi sẽ ghi vào cuốn sổ và tôi mới ghi một tháng này thôi. Hả? Sắp tới đây thì tôi sẽ kiểm soát thường xuyên để không có để nó cao nữa. Còn trước giờ thì ăn tỏi đen, rồi ăn trái cây, trái cây nhiều, rồi ăn uống có điều độ là được à. Ha. Hả? Chúng ta cố gắng nếu mà các bạn mà làm mà có hiệu quả, nếu mà các bạn chữa tại nhà có hiệu quả thì cũng nên chia sẻ cho cộng đồng biết. Rồi, luôn tiện đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm tỏi đen luôn. Đây là tỏi mua ở siêu thị về hoặc là ra chợ, bất kể chỗ nào mà bán thì tỏi này là tỏi cô đơn nha các bạn. Tỏi này 1 kg tùy theo cái chất lượng của nó, từ 100 cho tới 2 triệu vẫn có, giá nào cũng có ha. Rồi. Đây là một cái nồi, nồi này là mình mua ở siêu thị thôi. Đó. Nồi này mua khoảng 800 mấy á. Rồi, chúng ta lấy cái mẻ này ra ha, cái này là đủ giờ rồi, chúng ta sẽ lấy ra để gọi là thu nhập đó. Gọi là đây, thu hoạch chứ. Gọi là thu hoạch. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy cái tỏi này ra, lấy ra. Giờ chúng ta sẽ lấy mấy cái hũ rồi mình bỏ cái tỏi này vô cái hũ để chúng ta cắt và ăn dần, chúng ta sử dụng dần. Sử dụng thì tùy theo mức độ ha các bạn ha. Nếu các bạn muốn ăn ăn mà ăn nhiều thì nó cũng tốt, một ngày các bạn ăn khoảng 2 củ hoặc 3 củ gì đó thôi, đừng ăn nhiều. Thì cái chất gì nó cũng phải vừa phải thôi. Đây đây là cái tỏi mà đủ ngày này, các bạn thấy bên trong nó đen không, đen đẹp không đó, nó là bóng đen đấy. Cái vỏ khi mình bóc ra cũng rất là dễ. Một ngày ăn 2 3 củ thôi, mà khi mà tôi sử dụng cái tỏi này thì thấy là khi mình ăn xong á thì nó hỗ trợ tiêu hóa rất là tốt, có nghĩa là mình ăn thì sẽ rất là nhanh đói bụng. Ví dụ bình thường cảm giác mình ít, nếu mà người ít vận động á thì ví dụ mình ăn sáng xong rồi mình ăn sáng mà hơi nhiều, buổi trưa thấy cảm giác ăn nó không ngon hoặc là không muốn ăn, nhưng mà ăn cái tỏi này xong thì buổi trưa rất là đói bụng. Nó kích thích cho mình ăn. Thì buổi sáng này các bạn ăn nhiều, buổi trưa thì ăn ít ít thôi, còn buổi tối thì hạn chế ăn bớt. Buổi tối thì ăn cơm ít thôi, còn chúng ta ăn rau và trái cây nhiều. Còn nếu đối với cao huyết áp thì chúng ta sẽ ăn là giảm mặn ha. Rồi đây là những cái tỏi bên trong mình lấy để thu hoạch nó. Chúng ta thu hoạch tỏi cũ xong rồi thì bây giờ chúng ta làm tỏi mới. Tỏi mới này khi mua về thì các bạn nhớ là rửa cho sạch, sau đó chúng ta sẽ phơi nắng cho nó khô nước, xong rồi mình sẽ bỏ vào bên đây như thế này. Và những cái tờ giấy bạc này là chúng ta sẽ tận dụng là giấy cũ, nếu như mà giấy cũ nó không sử dụng được nữa thì chúng ta mới cắt cái giấy mới như thế này, còn nếu tận dụng được thì chúng ta vẫn tận dụng để đỡ tốn kém không. Rồi khi các bạn
Bỏ tỏi vào thì chúng ta sẽ bỏ vừa phải để đừng có kín quá, để cho nó bốc hơi. Bốc hơi để cho nó cái tỏi nó khô, để khi mình làm xong thì nó có độ dẻo ha. Rồi chúng ta sẽ bỏ tỏi này vào. Ở đây tôi mua ở đây là 1,3 kg đó các bạn. Nguyên cái mà đang làm cái mẻ này là 1,3 kg. Nếu 1,3 kg thì khi thu nhập lại thì nó còn tầm khoảng 9 lạng ha. Như vậy là nó có cái sự hao hụt 9 lạng hoặc 1 kg. Thường thường thì làm 1 kg thì nó còn lại khoảng 7 lạng. 7 lạng mấy, 8 lạng ha. Cũng tùy theo cái người bán với mình họ cân có đủ hay không nữa. Rồi đó, chúng ta sẽ bỏ vào. Rồi khi bỏ vào thì các bạn chú ý là đừng có để nó cọ sát, đừng có để nó lả sát với thành nồi. Khi bỏ sát thành nồi là nó sẽ gây nên cái hiện tượng là chín quá, cho nên chúng ta sẽ tạo cái độ hở cho nó. Chúng ta đậy lại như thế này, đậy lại như thế này. Rồi xong, bây giờ chúng ta sẽ đi cắm điện nha. Bắt đầu cắm điện. Ok. Đầu tiên là chúng ta sẽ sấy cho nó, sấy 2 giờ trước, chúng ta sẽ bật nguồn lên, xong rồi tắm 2 giờ sấy. Sấy trong vòng 2 giờ này. Chúng ta nhấn cái này cho nó nháy nháy này, trong 2 tiếng thì nó sẽ tự động tắt. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại cái tỏi của chúng ta. Nếu tỏi của mình mà nó đang bị ướt ẩm thì chúng ta sẽ nhấn thêm một lần 2 tiếng nữa cho nó sấy cho nó khô cái tỏi ha. Thì trong quá trình sấy thì các bạn lâu lâu dở lên như này. Bạn sấy xong lâu dở lên, dù như 2 tiếng chúng ta đi kiểm tra, nếu mà nó chưa khô thì chúng ta sẽ làm lại thêm lần nữa thì tỏi nó sẽ ngon hơn, nó khô hay nó không có bị nó giống như bị nhão á. Rồi cứ để vậy thôi ha. Rồi sau khi 2 tiếng xong thì chúng ta sẽ nhấn cái nút tỏi cô đơn và chúng ta làm cái tỏi bên đây. Còn nếu mà tỏi tép thì chúng ta sẽ nhấn bên đây. Sau đó chúng ta sẽ nhấn power này là nó sẽ tự động nó gia nhiệt rồi nó canh thời gian cho mình tất cả mọi thứ luôn.